quẩy đéo đâu. Hôm nay sẽ đấu thứ 3 giữa Tuấn Anh, Bắc Ninh và Lê Thanh Lâm. Trận đơn thứ nhất bán kết đồng đội giữa Bắc Ninh và Hà Nội. Cầu không qua lưới, 13-8 cho Lê Duy Nam. Nam cố lên. Bắc Ninh quay lại rồi mọi người nhá. Mọi người xem trận Bắc Ninh trên kênh YouTube của Hồng Sao nhá. Trận đấy cũng rất hay. Đúng rồi, Hoàng Đại Dương học đánh với Tiến Minh xong rồi. Rồi 14-8 cho Lê Duy Nam. Rất đáng tiếc, cầu ngoài sân một chút. Về điểm 9-15 cho Cao Cường. Phải nói đánh giá rằng trận đấu này, trước khi bước vào trận đấu thì không ai nghĩ rằng Lê Duy Nam lại có thể tạo ra khoảng cách đến 5-6 điểm với Phạm Cao Cường. Nhưng quan trọng là kết quả cuối cùng, liệu rằng Lê Duy Nam có thể duy trì thế dẫn điểm đến cuối trận đấu hay không. Duy Nam cố lên. Cầu tốt. Rồi trong sân. 11-14 cho Phạm Cao Cường. Muốn xem quay lại ở chế độ Full HD, mọi người xem trên kênh YouTube Sport Hùng Badminton của Hùng nhé mọi người. Kênh YouTube có tên là Sport Hùng Badminton. Ngoài rồi. Duy Nam có vẻ để mất điểm, đang mất một giây rồi. Có ai biết kênh YouTube của Hùng có thể comment link ở đây giúp Hùng không ạ? Đất cầu trên lưới rất tốt từ Lê Duy Nam. 15-12. Đập cầu tốt từ Lê Thanh Lâm, điểm 4-3. Điểm thứ 3-15 cho Phạm Cao Cường. Học đánh rồi chị Nguyễn Toán ơi. Ngoài sân 15-15. Còn ngoài sân 16-14 cho Lê Duy Nam. Cố lên nào. Không phải yếu hơn trước đâu ạ. Lê Duy Nam đánh hôm nay đánh nhiều quả hay quá. Không phản được rồi. Điểm 15-16. Trận đấu bên này điểm đang là 4-5. Tuấn Anh Bắc Ninh phát cầu. Em cảm ơn anh Tuệ Nguyễn đã giúp em comment đường link YouTube vào live stream nhá. Nếu mọi người muốn biết kênh YouTube của Hùng để xem lại những trận đấu này ở chế độ HD thì mọi người Full HD thì mọi người hãy đăng ký kênh nhá. Đường link đã có anh Tuệ Nguyễn comment lên live stream rồi. Rất đáng tiếc, đập cầu ngoài sân. Quá gì. Đâu máu đang lên này thôi. Không gì cũng được.
cứ phải cổ vũ đội yếu. Cứ cô phải cổ vũ chứ, cứ úi rồi ôi, người ta nghe người ta còn chán hơn. Cổ vũ được rất đồng đều. 18-16 với Phạm Cao Cường. Ok, Lê Quốc Anh Thịnh về, anh Thịnh về Điện Biên rồi. Uống hết đi còn chai nữa. Quay lại đâu anh ơi, đây là trận trực tiếp. Em là sinh viên, anh sinh viên trường. Em sinh viên mỏ. Em cuối. Em ở Lào Cai. Thì còn rất xa từ Phạm Cao Cường 19-16. Trận đấu giữa Tuấn Anh và Lê Thanh Lâm đang là 6-5 nghiêng về Tuấn Anh. Đây cầu ngoài 7-5 cho Tuấn Anh, Bắc Ninh. Còn rõ ràng là tại giải đấu này thì đội hình của Bắc Ninh cũng khá mạnh và hoàn toàn có thể có khả năng giành chiến thắng với Hà Nội. Hoàn toàn có khả năng. Nếu anh Tuấn Anh giành chiến thắng trong trận đấu này thì cơ hội sẽ cao hơn. 20-17. Hà Nội và Bắc Ninh đang đánh sân bên cạnh nha mọi người. Thủ hay thế nhờ anh Tuấn Anh ơi. Đập cầu ngoài sân. 8-5 cho Tuấn Anh Bắc Ninh. Rõ ràng là anh Tuấn Anh thi đấu ổn định hơn Lê Thanh Lâm. Ok, trận đấu giữa Phạm Cao Cường và Lê Duy Nam kết thúc. Còn rõ ràng từ đầu trận đấu thì Lê Duy Nam đã tạo ra khoảng cách lên đến 6 điểm so với Phạm Cao Cường nhưng vẫn chưa có thể có khả năng giữ điểm. Ở những phút thi đấu cuối cùng của trận đấu thứ nhất thì Phạm Cao Cường đã vươn lên mạnh mẽ và lội và giành chiến thắng ngược lại. Xét 1 quả lên được 6, xét 2 lên được 10 nha anh Phạm Quang Ninh ơi. Đánh với Tiến Minh, Quốc Học hết sạch pin. Anh Tuấn Anh vẫn còn đang rất khỏe. Ok, chúng ta tiếp tục với xét đấu thứ 3 giữa Tuấn Anh Bắc Ninh và Lê Thanh Lâm nào. Điểm 8-5. Lợi thế đang về phía Bắc Ninh ngoài sân. Điểm 9-5. Có thể là sau hàng loạt các pha cầu không chính xác thì Lê Thanh Lâm đang cảm thấy hơi nản và bị tâm lý rồi. 9-5 cho Tuấn Anh. Đánh với Tiến Minh thì làm sao đánh được mà anh ơi. Rất tốt. 10-5 cho Tuấn Anh. Có vẻ là Lê Thanh Lâm nản rồi. Thanh Lâm vừa mệt vừa tâm lý mọi người ạ. Do đánh cầu hỏng hơi nhiều nên là tâm lý là chuyện bình thường. Vẫn chưa đủ bản lĩnh. Tự hỏng rồi. 11-5 cho Lê Thanh Lâm. Nói là anh Tuấn Anh cực kỳ khỏe luôn. Chết là người phải hòa, không có nhau, không có hỏi.
trận đấu thứ 3 giữa Bắc Ninh và Hà Nội. Điểm 11 năm cho Tuấn Anh Bắc Ninh. Đúng rồi, Hùng cũng xác định là anh Tuấn Anh chắc chắn sẽ win trong set 3 này. Anh Tuấn Anh đánh rất ổn định và chắc chắn. Điểm 11 năm. Một trong sân. Điểm 6-11 cho Lê Thành Lâm. Trận cao cường hơi nhạt mọi người ạ, xem trận này vẫn là hay nhất trên sân. Múa. Điểm 12-6 cho Tuấn Anh. Vâng, có vẻ kết quả của trận đấu này, của trận đấu này đang ngang ngũ rồi. Điều kỳ diệu rất khó xảy ra trong trận đấu này. Ngoài sân. Đội điểm 7-12 cho Lê Thanh Lâm. Bây giờ tao mới biết anh chấp. Nó theo dõi nhiều, nó có biết. Mình đéo biết. Thế cầu hỏng. Đây Thành Lâm bị tâm lý rồi. 13-7. Chấp 17 cho đỏ ơi, cho con đỏ. Cho người năm ngoài, bây giờ anh chấp em 14 này em chẳng. Mệt rồi. Anh ơi, cố lên. Anh Tuấn Anh khỏe lắm. Cố lên. Tuấn Anh nhìn như kiểu chưa mệt tí gì luôn. Vâng, ngoài sân. Điểm số tiếp theo cho Lê Thanh Lâm 8-13. Khoảng cách vẫn là 5 quả. Tám mươi ba Thanh Lâm giao cầu. Tấn công. Vâng. Rõ ràng tình huống đó là một tình huống đập cầu khá may mắn của Lê Thanh Lâm, cầu lật lưới. Anh chấp gì? Thủ cầu tốt từ Lê Anh Lâm. Điểm rút ngắn 10-13. Anh Tuấn Anh cần tập trung hơn, không có thua đấy. Mai chung kết thì Hùng không ly nữa nha mọi người. Em lại đi dưới. Mai chung kết thì Hùng sẽ không ly. Mọi người xem ở kênh Khang nha. Trả lễ này, em trả lễ cho anh bắt thì vui nha. Vẫn điểm mình hẹn hôm đó đấy. Đập cầu tốt. 14-10 cho Nguyễn Tuấn Anh. Tiến Minh đánh rồi, anh Trung Lê rồi. Tiến Minh đánh xong rồi nha. Tiến Minh lúc nào cũng đánh trận đầu hết. Ai muốn xem Tiến Minh thì 7 giờ vào xem, Hùng đã bảo từ những ngày trước rồi. Ở ngoài sân. Điểm rút ngắn 11-14 cho Lê Thanh Lâm, vẫn còn cơ hội. Thành phố Hồ Chí Minh thắng chung cuộc tỷ số 3-0. Sân số 1 kết thúc trận thi đấu. Thành phố Hồ Chí Minh thắng Đà Nẵng 3-0 nha mọi người. Thế là Thành phố Hồ Chí Minh là đại diện đầu tiên vào chung kết rồi. Vâng, tấn công dồn dập từ Tuấn Anh. Đây anh Lâm không chịu được rồi. 15-11.
Tiến Minh thắng sâu mà anh ơi, ở Việt Nam ai đánh được Tiến Minh đâu. Và tiếp tục với trận đấu thứ ba, trận đơn thứ nhất ở nội dung đồng bán kết đồng đội giữa Bắc Ninh và Hà Nội nào. 15-11. Ôi ôi, ra màn thẳng người. 16-11, bật cầu quá mạnh. Quốc Học đánh rồi, Trần Leon đây. Quốc Học gặp Tiến Minh. Lên hai set, một set được 6, một set được 10 điểm nhá. Mọi người rất tự tin từ Tuấn Anh. Tuấn Anh đánh chắc lắm, khỏe lắm. Tự hỏng rồi. 17-11 cho Tuấn Anh Bắc Ninh. Hello Vũ Thiết, hello Luân Tôn, hello người Dương nhá. Mọi người giúp chia sẻ cái livestream này với được không ạ? Quốc Học đánh xong rồi em ơi. Bắc Giang cố lên. Trận giữa Cao Cường và Lê Duy Nam đang là 13-7 cho Cao Cường nhá. Đập cầu tốt. Điểm rút ngắn 12-17 cho Lê Thanh Lâm. Nhưng gần như là rất khó để Lê Thanh Lâm có thể giành chiến thắng trong set đấu thứ ba này. Bởi vì Lê Thanh Lâm thể lực đang đi xuống rất nhanh. Còn ngược lại thì Tuấn Anh đang thi đấu cực kỳ ổn định và thể lực cũng rất tốt. Cảm giác như kiểu anh ta chưa mệt một chút nào vậy. 12-17 Thanh Lâm phát cầu. Cơ hội tấn công. Vâng, Lê Thanh Lâm đặt đập cầu rất chất lượng. 13-17. Rất mệt rồi. Quốc Học gặp Tiến Minh nha mọi người. Kết quả thì mọi người biết rồi. Không trả lời câu hỏi này chắc phải 50 lần rồi. Con dưới mà. 13-17. Đập rồi. 18-13 xếp đấu thứ 3 cho Tuấn Anh Bắc Ninh. Bán kết đồng đội nam. Bắc Ninh đang có cơ hội giành chiến thắng trước Hà Nội, được mở rộng hơn cho Bắc Ninh sau chiến thắng này của Tuấn Anh. Nhưng Tuấn Anh có làm được không? Ngoài sân rồi. 19-13 cho Tuấn Anh Bắc Ninh rồi. Kéo lưới rất hay, cơ hội tấn công. Rất tự tin nhưng không qua lưới rồi. Điểm rút ngắn 14-19 cho Lê Thanh Lâm. Hai điểm nữa thôi là trận đấu thứ ba sẽ kết thúc. Liệu anh Tuấn Anh có thể làm được điều đó không? Cầu tốt. 20-15 cho Tuấn Anh. Và điểm số cuối cùng của set đấu thứ 3 cũng là điểm số cuối cùng của trận đấu đơn thứ nhất ở nội dung đồng đội giữa Hà Nội và Bắc Ninh, trận bán kết đồng đội Nam toàn quốc. 20-15 Tuấn Anh giao cầu. Rồi hết rồi. 21-15, vâng. Chiến thắng đầu tiên dành cho
vận động viên Tuấn Anh của Bắc Ninh với chiến thắng rất xuất sắc trong vòng 3 set, và vận động viên Tiến Bún của Bắc Ninh đang bước vào sân. Không biết đối thủ của Tiến Bún sẽ là ai đây? Liệu rằng đội Hà Nội sẽ cho Tiến Tuấn ra sân hay cho ai ra sân? Chúng ta hãy tiếp tục cùng Hùng theo dõi trận đấu giữa Tiến Bún của Bắc Ninh và Tiến Tuấn của Hà Nội. Video sau của Hùng nha.